Ngày 26 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, PC03, Công an tỉnh Thái Bình, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối với hai lãnh đạo xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, gồm ông Đồng Minh Chính, 51 tuổi, chủ tịch xã, và Nguyễn Mậu Tuyến, 52 tuổi, phó chủ tịch xã, cùng ông Bùi Anh Bính, 61 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, liên quan đến vụ án này, Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can đối với Mai Văn Bấn, 65 tuổi, trú tại xã Thụy Trường, về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Theo hồ sơ, Mai Văn Bấn khai thác tài nguyên không được cấp phép phục vụ công trình trên địa bàn xã Thụy Trường, gây thiệt hại tài sản hơn 1 tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng công an xác định từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7 năm 2023, hai lãnh đạo xã và bị can Bùi Anh Bính đã không chỉ đạo kịp thời và thực hiện các biện pháp ngăn chặn để Mai Văn Bấn có hành vi thuê người múc, vận chuyển đất và hút các trái phép, gây hậu quả nghiêm trọng. Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.